Việt Đức, cao 1m76 nặng 69 cân, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, khôi ngô tuấn tú, có thể nói là đẹp trai. Chính thức bước sang tuổi 18 được 6 ngày, 9 giờ và 69 phút. Mọi thứ lúc này đang đi đúng hướng, một thiên đường mới và những trải nghiệm mới. Tôi sẽ bắt đầu làm một thứ điên rồ, khác biệt ngay từ bây giờ và ngay tại cái nơi mới lạ này. Nếu bạn hỏi tôi tại sao, chỉ đơn giản. Bởi vì tôi đã đỗ đại học, bởi vì tôi đã lớn, sắp là sinh viên, à không, chính thức là sinh viên. Đại học, đối với tôi, quá là điều bình thường. Si tu la parla mi è americano quando si fa l'amore sotto la luna come da bene in cave di I love you papà l'americano. Đây là cuộc sống mới của tôi 4 năm tới. Tôi rất háo hức và muốn nhảy cẫng lên ngay lúc này. Nhưng không, phải cool. Cũng được đấy chứ. Một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi 18 năm qua, đó chính là tự do. Đứa nào mà chẳng thích thú khi không có sự quản thúc của bố mẹ. Kiểu như ngủ bao lâu thì thích mà không bị mắng. Không ngày mai, bao lâu nay tôi cứ như mọi ngày. Ngày thì go to work, chiều thì go to sleep. Đã bao năm tôi bước đi mình tôi, vẫn bao năm tôi giữ tôi một mình. Chơi game thoải mái mà không sợ bị ai gọi về. Rồi thì như mỗi tối. Ngày ngày sống cứ sống chẳng biết ai quanh mình. Hello, hay đơn giản là nhậu với đám bạn thả phanh và say hết mình. Biệt. Với một đứa to đầu 18 năm sống trên đời không một ngày nào là vắng mẹ. Có một ngày, tự mình được làm chủ tất cả. Ý tôi là tài chính ấy. Bạn sẽ làm gì? Còn tôi, thích gì mua đấy, thèm gì ăn đấy. Yeah. Cảm giác như một người đàn ông thực thụ vậy. Và như một người đàn ông trưởng thành, tôi thấy mình đủ mạnh mẽ, kiên cường và có một thần kinh thép trước mọi tình huống. Thế là thôi, đôi tay này buông lơi qua những tháng năm dài. Thế đấy, thảm cảnh. Thử nghĩ mà xem, khi tiêu xài nhiệt tình vào đầu tháng thì tất nhiên hậu quả cuối tháng sẽ luôn là một khoảng thời gian khó khăn. Điều này tôi biết, nhưng thế này thì không tránh kịp. Đã nghèo còn mắc kệ eo. Đi ăn đây ông ơi. Không ngờ cũng có lúc như này.
thần khoang không một mình, cần biến mất vô hình, cần lắm giấc ngủ yên bình. Có lẽ thế giới đại học, một thế giới màu hồng mà tôi vẫn luôn tưởng tượng, đã xuất hiện vài đốm đen. Tôi dần nhận ra rằng sống một mình không phải lúc nào cũng là thiên đường. Không có ai bên cạnh mới là điều đáng sợ nhất. Thế giới mới của tôi hình như nó đã hoàn toàn khác với những ý nghĩ ban đầu. Những lúc như này tôi lại thấy nhớ nhà. Đúng hơn là tôi muốn về nhà, về ăn bữa cơm mẹ nấu, về với những con người mà dù có thế nào vẫn luôn ở bên tôi. I miss you, you know. And I'll be keeping. Vậy đấy, lần đầu tiên tôi 18, lần đầu tiên trải nghiệm một cuộc sống mới, không gia đình ở bên. Một tháng trôi qua, một tháng tôi được làm quen với những điều mới mẻ, một tháng đã dạy cho tôi không nhiều nhưng cũng không ít những bài học mà không phải lúc nào ta cũng học được trong những cuốn sách dày. Mới trải qua một tháng làm quen, thậm chí chưa đi học, mà tôi đã thấy nó không giống với những gì tôi đã tưởng tượng. Một thành phố náo nhiệt với những con người hoàn toàn mới. Nhưng không, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ vẫn sống như những gì tôi muốn. Nhưng những điều đã qua sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm và biết mình phải làm gì ở tuổi 18 này. Trời tự do cho ta chắc hẳn.